Tin Hiền chào bác nha, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Tiếp tục với chương trình video để em vào luôn cái mã hàng đầu tiên nhá. Đấy, và lưu ý cho em khi mà các bác mua hàng bên em thì hóa đơn trên 200k là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra, thanh toán nhá. Sản phẩm đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái dòng băng keo trong hai mặt này. Đấy thì hiện tại bên em đang bán cái cuộn này là cuộn dài 5 mét nhá. Đấy thị trường đang bán cái cuộn là chỉ có 3 mét thôi. Đấy. Bên em bán hẳn cho bác là cuộn 5 mét luôn thì về các bác dùng thoải mái. Lên mã em sẽ là băng keo trong. Băng keo trong hai mặt nhá. Cái này nó dính được hai mặt. Đó. Giá của nó sẽ là 30k. Đấy và quận bên em quận dài là 5 mét nhá. Quận dài là 5 mét 30.000 một cái quận băng keo trong. Hai mặt dài 5 mét nha. Cái dòng này thì của nó rất là dính nhá, cực kỳ dính luôn. Đấy và nó dính trên mọi bề mặt và cái keo của nó là hai mặt và nó co giãn rất là tốt này. Đấy nó dính hai mặt luôn nhá. Và co giãn rất là tốt luôn. Đàn hồi co giãn tốt này. Đấy có thấy không? Dính kinh khủng khiếp luôn này. À, đấy, dính dã man luôn. Đó. 30.000 một quận nhá, 30k một quận. Băng keo trong hai mặt một quận dài 5 mét nhá, một quận dài 5 mét. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Thần đánh. Liệu có thần đánh không? Cái này nó trong suốt nhá. Co giãn tốt nhá các bác ơi. Dính trên mọi bề mặt, dính thử con iPhone xem sao. Dính lên kính thì đơn giản quá. Dính thử viên gạch này xem sao. Dính luôn viên gạch nhá. Để khoảng 5 giây. Chờ một viên nữa đây này. Hai viên luôn nhá. Đó chắc luôn. Cái này rất hay các bạn ơi. Lột ra nó không bị dính bám trở lại nhá. Cái này rất là hay này các bạn. Khi mà lột ra là nó không bị dính bám trở lại. Những bình thường đấy băng keo khác là các bác dính là nó lột ra nó bị dính lại băng keo cũ ấy. Là nó rất là khó vệ sinh. Con này lột ra cái nó là nó sạch luôn, hay lắm. Đây con nhìn này. Đấy nó sạch luôn nhá. Đó thấy không? Sạch sẽ luôn. Dính gỗ quá ngon luôn này. Đấy. Chắc chư luôn nhá. Dính tường sơn nhá. Dính tường sơn luôn. Đấy. Chắc đeo rất là luôn. Chắc chắn. Em có thể rửa đi thì dính lại được chứ. Này có thể rửa dính lại luôn. Đấy, thì nó dính lại với nhau. Sau khi test mình thấy quần băng dính này rất là đa năng, dính được cả thế giới, đáng mua. Đó, dính cả thế giới luôn nhá. Rất là ok luôn. Đây mã em sẽ là quận băng keo trong hai mặt nhá. Giá mà em đang bán một quận này với giá là 30k một quận này. Sản phẩm tiếp theo em cũng lên mã bán nhanh bác luôn. Nên các bác lên mã em sẽ là sản phẩm một cái vòi nước V21 này. Lên mã em sẽ là cái vòi nước V21 nhá. Vòi nước Su 304 rất là xịn. Đó, đây. Cái này thì nó là dòng vòi Rumine, kiểu dạng vòi Rumine nhá. Inox 304, dày rất là chắn lắm. Đó, các bác dùng những dòng inox này thì dùng nó chất lượng mà nó bền. Đấy, về các bác gắn vào cái những cái vòi nước như mình. Con này gen của nó sẽ là gen 21 nhá. Đấy, gen 21. Bình thường là các bác mua những cái vòi bình thường này cửa hàng các thứ đang bán khoảng tầm 70-80 nghìn. Hôm nay em xả kho bán nhanh bác luôn. Lên mã em sẽ là cái vòi nước V1 nhá, inox 304 luôn. Đấy, inox 304 với giá sẽ là đi bữa trước đang bán là 70, hôm nay bên em xả kho bán nhanh bác luôn, giá chỉ có 50k thôi. Vòi nước V1 nhá, 50.000 một cái coi nhá, 50.000 một cái. Inox 304 xịn cực kỳ luôn coi nhá. Đấy, hàng rất chất lượng luôn đấy, chắc chắn ok luôn. 50k một cái nhá, bán nhanh luôn nhá, bán nhanh luôn, 50.000 một chiếc. Giá quá tốt và sản phẩm dùng chất lượng, cái này em bán rất nhiều rồi. Đấy, bình thường các bác mua cửa hàng cửa hiệu người ta bán một cái chiếc vòi nước này chắc phải rơi khoảng tầm 70-80 nghìn một cái nhá, bán 50.000 bán nhanh luôn. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái này là cái củ chia nước này. Đấy, cũng nhiều bác cần cái củ chia nước này để về các bác chia đường nước ra dùng rất là ok. Cũng là inox 304 nhá. Đấy, cũng là inox 304 luôn đây, cũng là inox 304 luôn, dày rất là chắn lắm, cầm nặng trịch luôn này. Đấy, Su 304 nhá. Su 304, cái con này thì nó sẽ có là một cái nguồn đường vào đấy, và sẽ có là đây một đường vào và sẽ có là hai đường ra nhé, một đường vào này, hai đường ra, và toàn bộ đều là gen 21 các bạn, gen 21. Và cái van này rất là hay là cái củ đấy tích hợp luôn cho bác là một cái phần van này nữa để các bác có thể đóng ngắt nước này, mỗi khi mà các bác cần các bác sửa chữa này, hoặc là các bác có thể là tăng giảm áp lực nước qua cái phần vặn khóa nhé, cái van khóa này. Nó tích hợp cái van khóa thì khi mà các bác dùng rất là tiện. Đấy, dùng các bác bật lên không dùng để tắt đi, hoặc là mỗi lần mình sửa chữa mình có cái van này mình đóng ngắt vào để mình sửa chữa nó tiện này. Đấy, đỡ phải ra về đầu nguồn đóng nó mất công. Đó. Gen 21 nhá, các bác nhìn này, lõi đồng gen đồng luôn nhá. Đó, lõi đồng gen đồng luôn. Rất là chắc chắn và dày, dày lắm, inox dày cực kỳ luôn. Con này thì em cũng bán đồng giá luôn. Lên mã em sẽ là sản phẩm là cái củ chia nước nhá, củ chia nước. Đấy, củ chia nước. Van chữ T hoặc là van chữ T đều được. Củ chia nước hoặc van chữ T đều được nhá. Củ chia củ chia thì em cũng mang bán đồng giá với lại cái vòi V1 luôn, cũng 50k. Củ chia nước 50k nhá, củ chia nước là 50k. Còn cái vòi nước V21 này, cái nồi vòi nước V1 thì cũng đồng giá luôn là 50k luôn. Đấy, tùy nhu cầu mình thấy nào nó hợp lý thì mình mua nhá. Đấy, và nói chung là mình mua cả combo vậy được. Cái này ví dụ các bác lắp trong nhà vệ sinh này, mình chia được nước một cái
vòi vào cái két nước này, một cái vòi ra vòi xịt vệ sinh này cũng rất ok luôn. Củ chia 50.000 thôi nhá, củ chia 50k. Và cái vòi nước V21 cũng là 50.000 thôi nhá. Đấy cũng là 50k luôn, đồng giá 50.000. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác mã hàng đó là cái dòng keo đa năng. Lên mã em sẽ là sản phẩm là keo đa năng, một típ này là 60g này. Đấy về các bác dán cho em mọi chất liệu luôn. Dán sắt, dán gỗ rồi là dán nhựa, dán các kiểu lại nhá. Đấy nó là dạng keo đa năng, các bác dán cả thế giới luôn nhá. Một típ là 60g. Đấy dạng keo típ. Đó về thì các bác cứ bơm bóc là các bác bơm ra các bác dán thôi. Đấy. Con này thì nó khô trong vòng là 24 giờ. Đấy và nó dán rất là chắc, nó dán nó, khi mà nó khô nó đông cứng vào cứng như đá luôn ạ. Dính chắc lắm. Đó, rồi em báo giá luôn. Lên mã thì em sẽ là cái lọ keo đa năng. Bên em đang bán một cái típ keo đa năng này với giá là đi một típ này là 20.000 nhá, một típ là 20.000, keo đa năng nhá, keo đa năng màu xanh, giá là 20k một típ này. Còn nếu mà các bác lấy ba típ này, ba keo thì tính cho bác giá là 50. Đấy, ba keo là 50. Còn các bác lấy lẻ một típ thì sẽ là 20k, còn lấy ba keo thì sẽ là 50k nhá, tính giá 50k cho các bác dễ mua. Đó, keo đa năng dùng rất ok luôn. Cái này bán nhiều lắm, bán nhiều, bán dã man luôn đấy. Đây. Các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, dính cực kỳ luôn. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nomo Nail công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su, dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Đó, thực tế về sản phẩm này dính rất ok luôn. Đấy, keo dính đa năng. Đấy, keo dính đa năng hộp màu xanh. Giá nhau đang bán là 20.000 đồng một típ nhá. Các bác lấy 3 típ thì sẽ là 50.000. Một típ này sẽ trọng lượng sẽ là 60g nhá. Típ 60g dùng thoải mái luôn đi. Đó. Hộp viên tẩy lồng giặt lên nhanh, bán nhanh luôn nhá. Thì em đang bán một cái hộp viên tẩy lồng giặt 12 viên này với giá là đi 20.000 thôi. Đấy, một hộp là 12 viên ạ, một hộp là 12 viên thì dạng viên nhỏ này. Cái này về rất là dễ dùng này. Đấy thì về là các bác cứ bóc một cái viên này ra, sau đó là các bác thả trực tiếp vào trong lồng giặt và các bác bật cho em cái chế độ là vệ sinh lồng giặt nhá. Và thì nó sẽ tự động kết hợp với cái viên này thì nó sẽ tẩy sạch những cái phần cặn bẩn nó lâu ngày nó két ở trong lồng giặt ra. Đấy nó sẽ tẩy sạch sẽ đi nhá. Dùng thích lắm. Đó. Khi mà nó tẩy ra nó ra nước đục ngầu luôn, cái này em đang dùng mà. Đấy nó sục ra nước đục ngầu luôn. Cái này tẩy cực kỳ nhạy luôn nhá. Đó. Giá thì hiện tại em đang bán cái này là cái hộp tẩy lồng giặt nhá, hộp viên tẩy lồng giặt, một hộp là 12 viên. Một hộp là 12 viên. Với giá sẽ là 20k thôi các bác nhá, 20k. Đấy, hộp viên tẩy lồng giặt 20.000 một hộp các nhá. 20k một hộp này. Giá tốt mà sản phẩm dùng chất lượng lắm. Đấy, và khi mà sử dụng thì các bác cứ dùng cho em thì ví dụ như là một hộp này 12 viên dùng cho em trong vòng 1 năm, mỗi tháng một viên. Đấy, mình cứ định kỳ mình vệ sinh là cho em mỗi tháng một lần cho nó sạch sẽ này. Đấy cứ bóc trực tiếp cái viên này, thả trực tiếp vào trong lồng giặt và bật cho em chế độ là vệ sinh lồng giặt. Đấy là cứ thế là nó kết hợp cái viên này là nó giặt thôi, nó vệ sinh thôi. Dùng rất dễ dùng mà sản phẩm dùng hữu ích lắm. Đó. 20.000 đồng một hộp viên tẩy lồng giặt 12 viên nhá. Đó. Rồi, em qua cái mã sản phẩm tiếp theo. Lên luôn cho bác cái hàng đó là cái bộ mũi khoan tháp. Hàng của thương hiệu Unica Japan này. Đấy, bộ mũi khoan tháp của Unica Japan nhá, xịn chất lượng. Bộ mũi khoan tháp này sẽ gồm có các bác là tổng là đi 2-4-5 mũi nhá, 5 mũi. À đây. 5 mũi này. Lặn dưới này. 5 mũi thì nó sẽ có là các kích cỡ khác nhau nhá. Đấy từ loại to, loại nhỏ cho đến loại bé, loại dài, loại ngắn lẫn lộn luôn. Đấy nghĩa là các bác khoan đa năng cho em nhá, khoan đa năng các loại kích cỡ. Đấy các bác có cỡ nào là có cỡ đấy luôn. Đặc biệt cho anh em thợ thuyền dùng con này rất ok. Đấy khoan nhựa này, khoan sắt này, khoan gỗ này, rồi là khoan tôn, khoan nọ, khoan kia, khoan các kiểu luôn. Đấy, đầy đủ ok luôn nhá. Các kích cỡ khác nhau này. Đấy, đầy đủ nó còn con ghi cái nốt cả cái phần kích cỡ ở trên từng thân của khoan luôn. Con này thì nó là dòng mũi khoan thép HS nhá, phủ một lớp titan nên là khi mà khoan rất là sắc bén và rất là ngọt luôn. Hàng đựng trong hộp nhôm rất là xịn này. Đấy, nói chung là nó xịn từ cái hộp cho đến mũi khoan rất là ok luôn. Đấy, một bộ mũi khoan tháp trắng như này. Thì hiện tại bên em đang bán với bác giá sẽ là 170.000 bộ nhá. Lên mã cho em sẽ là cái bộ mũi khoan tháp trắng này, bộ mũi khoan tháp trắng. Mũi khoan nhá các bác nhá, mũi khoan tháp trắng. Giá sẽ là 170k cho một cái bộ mũi khoan tháp trắng thôi nhá, 170.000 thôi. Một bộ này sẽ gồm có cho bác là 5 mũi. Đấy, 5 mũi, hàng của thương hiệu Unica Japan, sắc bén chất lượng và khoan rất là ngọt nhá. Unica Japan, xịn chất lượng nhá, dùng ok lắm. 170k thôi, giá tốt các bác nhanh tay chốt đơn nào. Bên em vẫn còn băng keo điện để vụ quá nhá. Lên mã em sẽ là băng keo điện này, dòng băng keo điện hàng bãi Nhật. Hàng lõi rất là mỏng luôn này, các bác nhìn này, hàng lõi cực kỳ mỏng và dùng nước rất là ra. Dùng dòng này thì yên tâm về
chất lượng này, siêu mỏng, siêu dính, siêu dai và dùng rất là tiết kiệm và kinh tế nhé, đặc biệt cho anh em thợ thuyền. Đấy thì các bác dùng dòng này rất là tiết kiệm và kinh tế, dùng cái dòng kia rất là tốn ấy, vì cái lõi nó rất là dày và cái băng keo nó rất là dày, đôi khi là dính nó rất là tốn. Nó thì các bác chuyển sang là siêu mỏng, siêu dính, siêu dai nhá, hàng toàn bộ hầu như là hàng băng keo bãi nhặt hết luôn. Đấy, xịn, chất lượng lắm, nó lõi mỏng dính này. Thì hiện tại em đang bán theo ký và bán theo quận nhá. Đấy, hàng thì bên em mua xô nên là về thì cũng bán xô nhá, mua xô nên về cũng bán xô hết luôn. Đấy, tại bên em đang bán một quận này, một quận băng keo như này thì với giá sẽ là 10k. Đấy là các bác lấy ít thì lấy theo quận thì mình mua ít về mình dùng được. Đấy, còn nếu các bác dùng nhiều, dính nhiều thì có thể mua theo ký. Mua theo ký hiện tại em đang bán sẽ là 80k. Đấy, 80k trên 1kg nhá. 80k trên 1kg băng keo điện. Đó, 80k 1kg. Còn nếu các bác lấy lẻ một quận thì sẽ là 10.000 một quận nhá. Đấy, tùy nhu cầu. Hàng thì bên em sẽ bốc xô nhá. Bốc xô vì hàng mua cũng mua xô mà nên là sẽ bốc xô. Bốc xô thì nó hàng đã lộn màu nọ màu kia, cũng như là sẽ có là quận dài, quận dày, quận mỏng, quận to, quận nhỏ lẫn lộn nha các bác nhá. Đấy thì nói chung là hàng bãi nên là giá nó hạt rẻ và cũng nói chung là cũng tương đối thôi, nhưng không phải là hàng hầu như nó đều hết được. Đấy thì đây có những quận rất là to nhưng có những quận rất là nhỏ nhá. Có những quận rất là nhỏ, nói chung là hàng bốc xô lẫn lộn nhá. Nó cũng xem nhau là 80k một ký nhá. Lấy lẻ là 80k một ký. Còn nếu mà mua lựa quận thì sẽ là 10.000 một quận nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ điều khiển từ xa này. Lên mã em sẽ là cái bộ điều khiển từ xa. Đây thì bên em có cái bộ, đó là cái bộ ổ cắm cũng như là cái bộ đấu nối. Thì đây, bộ này là bộ đấu nối này, bộ này là bộ ổ cắm này. Đấy, ổ cắm thì em báo giá luôn 270.000 một bộ và bao ship nhá. Còn cái bộ đấu nối thì sẽ là 220.000. Đấy, 220.000 và cũng được bao ship luôn. Đấy, nó chênh nhau 50.000 một bộ nhá, chênh nhau 50.000 một bộ. Thì đây, em sẽ đi vào quay trực tiếp cho bác, quay chi tiết cho bác từng bộ một nhá. Bộ này là bộ ổ cắm này. Ổ cắm thì về dùng thì nó sẽ tiện hơn. Các bác về là chỉ việc là cắm vào là dùng thôi. Đấy, không như cái dòng kia là về các bác phải đấu nối, nhưng con này là về các bác cắm vào là dùng. Thì đây, đó là bộ ổ cắm nhá. Đấy. Công suất của nó sẽ là được 30A. Đấy, và điều khiển khoảng cách được là khoảng tầm là 1 cây số nhá. Đấy, đấy là trong điều kiện không vật cản. Còn nếu mà có vật cản thì sẽ bị giảm xuống. Đây là phần thông số này. Công suất của nó sẽ là 30A này. Và cái tầm điều khiển của nó sẽ là từ 100m cho đến 1km đó. Đấy là trong điều kiện là không có vật cản nhé. Còn nếu mà có vật cản nó sẽ bị giảm xuống. Cái này là cái ổ nguồn này, thì về cái nguồn này các bác cắm vào nguồn 220 này. Còn cái ổ này để các bác, ví dụ các bác cắm cái thiết bị các bác muốn điều khiển vào. Đây ví dụ như là đây em có một cái quả bóng đèn này, các bác cắm vào đây, cắm vào đây nhá. Đấy, cắm lúc đầu nó khá là chặt này. Đấy, cắm vào đây, sau đó cái này các bác cắm trực tiếp điện 220 và các bác lấy cái điều khiển này, các bác bấm này on off này. Đấy, on off là các bác sẽ bật tắt được cái bóng đèn này nhá, rất là tiện dụng luôn. Thì đây em sẽ đi vào test bác xem thực tế về sản phẩm này. Đây nhá, cái này thì các bác cứ kết nối trực tiếp với điện 220 nhá. Và đây em sẽ dùng điều khiển này, em bấm nhá. On này, off này, on này, off này, on này, off này, on này, off, on off. Đấy, thấy không? Rất ok, rất là tiện luôn. Đấy, các bác đứng từ xa vẫn có thể điều khiển được nhá. Và ngoài ra thì bác có thể điều khiển bằng cái nút vật lý ở trên này. Đấy thì mình có thể bấm đây. On này, off này. On này, off, đây là cái nút vật lý nhá. Thì các bác có thể dùng cái nút này các bác bấm trực tiếp, còn không thì mình có thể dùng điều khiển. Đấy là tùy nhu cầu các bác sử dụng nhá. Và các bác dùng rất là tiện. Đấy, nếu mà ở khoảng cách xa thì mình có thể là kéo anten lên cho em, kéo anten lên để cho nó bắt sóng cho nó khỏe hơn, nhẹ hơn nhá. Đấy, bắt sóng nó khỏe hơn, nhẹ hơn. Còn không nếu ở gần thì các bác cứ để không nhà các bác bấm được nhá. Đấy. Khoảng cách điều khiển của nó là từ 100m cho đến 1 cây số nhá. Đấy là trong điều kiện là không vật cản nhá. Còn nếu có vật cản là nó sẽ bị giảm xuống và công suất của nó sẽ là 30A. Thì các bác có thể điều khiển ví dụ như là bóng đèn này, rồi là những cái thiết bị ví dụ motor, rồi là các kiểu này. Đấy, nói chung là các bác muốn điều khiển thiết bị nào thì các bác cứ cắm cái ổ này, sau đó các bác dùng cái điều khiển này các bác bật tắt có thế thôi, rất là hay. Đấy thì đã vừa test bác xem về cái bộ ổ cắm thôi. Cái bộ ổ cắm thì nó sẽ tiện hơn, thì các bác có thể ví dụ như tiện cho việc di chuyển này, di động này, các bác cắm thay đổi thiết bị nhiều lần này. Đấy, hoặc là các bác thay đổi những thiết bị điều khiển nó liên tục thì các bác mua cho em cái bộ ổ cắm này thì nó sẽ tiện hơn nhá. Đấy, bộ ổ cắm này hiện tại em đang bán với giá là 270.000 một bộ nhá, và bao ship tận nhà luôn. Công suất là 30A và cái tầm điều khiển của nó là từ 100m cho đến 1 cây số nhá. Đấy, đi đây, bộ sản phẩm gồm có là một cái củ nguồn, đi kèm là một cái tay remote điều khiển. Đấy là cái bộ ổ cắm nhá. Và ngoài ra thì bên em có cái bộ, đó là cái bộ đấu nối. Bộ đấu nối thì giá của nó sẽ là 220.000 một bộ nhá, 220.000 bộ và bao ship. Đó, hai bộ chênh nhau 50.000. Thì cái bộ này thì nó cũng tương tự như cái bộ kia, nhưng mà về công suất rồi các thứ, khoảng cách điều khiển nó đúng như bộ kia, nhưng chỉ có cái là cái bộ này là về là các bạn phải đấu nối. Đấy, nói chung là cái bộ này thì ưu tiên những cái thiết bị mà nó cố định một chỗ là hợp lý này. Ví dụ như là những cái thiết bị nó cố định thì mình có thể mua cái bộ này. Thứ nhất là giá thành nó hợp lý, mà thứ hai là
nó cố định, mình cố định mình là mình cứ đấu nối xong mình cố định như một chỗ. Cái này đấu nối rất là dễ thôi, 1 2 là vào, 3 4 là ra, có thấy không? Ở đây nó trên là đánh số luôn này. Và ở đây thì nó cũng có cả cái sơ đồ đấu nối luôn. Đấy, input vào này, output ra này, đầy đủ luôn, thì về các bác rất là dễ dàng đấu nối và lắp đặt. Cái này về dễ đấu không mà. 1 2 nhá, 1 2 là vào nhá, và 3 4 thì sẽ là ra cái thiết bị các bác cần điều khiển, và khi đấu xong thì các bác cũng cầm cái điều khiển này các bác bấm, có thấy không? Và trên cái thân này nó có cái nút để các bác có thể là bấm điều khiển vật lý ở trên này, còn không thì mình có thể dùng điều khiển nhá. Cái bộ này là bộ đấu nối này. Đấy, bộ đấu nối thì về các bác đấu dê vào đây nhá và sử dụng. Bộ đấu nối thì hiện tại anh em đang bán giá là 220. Đấy, 220 và bao ship tận nhà. Còn cái bộ ổ cắm thì sẽ là 270. Đấy là tùy nhu cầu, các bác lấy bộ nào thì em nhặt các bác đấy. Mình cứ cân đối xem cái bộ nào nó phù hợp thì mình sử dụng ạ. Đấy, xem bộ nào nó phù hợp thì mình mua quá nhá. Đấy, giá thì nói chung là nó có giá thì nó cũng chênh nhau một chút, thì nói chung là nó cũng theo cái độ tiện nó thôi. Đấy, bộ đầu nối thì được về thì nó không tiện lắm, thì chủ yếu dành cho bác nào mà thiết bị cố định. Còn cái bộ ổ cắm này thì dùng cho bác nào mà thích những cái thiết bị mà di động di chuyển nhiều thì mình có thể tham khảo cái bộ này. 270 là bộ ổ cắm, còn cái bộ đấu nối thì là 220. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên mã luôn đấy bác, mã hàng đó là cái bộ sản phẩm tăng đơ dòng vàng này. Lên mã em sẽ là tăng đơ dòng vàng nhá. Cái này thì bên em đang bán quá nhiều rồi. Đấy, các bác mua về để cắt tóc cắt tai dùng rất ok luôn. Đấy, mua về để cắt tóc cho người già chị em hoặc là thậm chí cho các bác. Đấy, mua về để chưa bác cắt tóc nhá. Đấy, cắt tóc cạo râu được luôn. Đó, con này chính là dòng tăng đơ dòng vàng rất là đẹp này. Đấy, nhìn xịn chất lượng luôn. Và đi kèm bên dưới thì các bác nhấc cho em cái này lên. Bên dưới thì rất là nhiều phụ kiện nhá. Đấy, đầu tiên thì trong hộp sẽ gồm có một thân tăng đơ, đi kèm sẽ bằng là một viên pin. Pin này sẽ là pin 18650 nhá, để về các bác dùng pin này các bác chạy. Đấy, còn nếu các bác mà muốn mua thêm thì mình có thể mua thêm 20.000 một viên này nếu mà mua thêm nhá các bác nhá. Và đây là cái bộ sạc pin. Đấy, để sạc cho cái viên pin này. Một cái bộ cỡ này, một cái bộ cỡ để các bác có thể là lắp vào đây để các bác cắt cho nó dễ cắt nhá. Đấy, nhiều bác cắt mới thì mình có nên cần bộ cỡ này này. Đấy, để các bác cắt nó đỡ run tay. Chổi vệ sinh rồi là có dầu tra thứ là đầy đủ luôn. Đấy, bộ sản phẩm đi đầy đủ phụ kiện để về các bác sử dụng nhá. Thì đây, về các bác tháo cho em cái phần lắp đít này ra. Đấy, lắp cho em viên pin vào nhá, lắp viên pin vào. Đấy, các bác lắp đầu nào cũng được, không quan trọng. Đấy, lắp đầu nào cũng được, lắp vào sau đó là các bác bật máy này, máy chạy nhá, máy chạy khá là êm luôn, cực kỳ ngọt, máy chạy ngọt lắm. Và con này đi rũ cho em thoải mái luôn, rũ cứ rũ đâu là đi đấy, sắc bén vô cùng. Đấy, đẹp không, có thấy không, chất lượng cực kỳ luôn nhá. Đó, quá ok luôn này. Đây đó, giá thì em báo giá luôn, lên mãi em sẽ phải là một cái tăng đơ dòng vàng nhá. Tăng đơ dòng vàng hiện tại em đang bán cái chiếc tăng đơ dòng vàng này, giá nó chỉ có là đi 100.000 thôi, 100.000 thôi nhá, đầy đủ phụ kiện các thứ, cả pin cả sạc đi kèm. Đấy, tăng đơ này, tăng đơ dòng vàng nhá, 100k có nhá, 100.000 một cây. Đấy, đi kèm là cả sạc luôn. Đấy, cả sạc thì hết pin các bác lại tháo pin ra, sau đó các bác dắt vào cái sạc này, các bác cắm vào cái nguồn điện là 5V, có cái cổng USB là các bác cắm sạc cho pin rồi. Đấy, còn nếu mà các bác có nhu cầu dùng nhiều thì các bác có thể mua thêm cái pin đấy, thì pin này của nó sẽ là pin 18650 nhá. Đấy, thì pin này nếu mà hỏng thì thị trường đang bán rất là nhiều và cũng rất là dễ thay thế nên yên tâm đi. Đấy, pin này hiện tại bên em đang bán sẽ là 20.000 viên, nếu có nhu cầu mua thêm thì pin này đang bán là 20.000 một viên thôi nhá. Còn nếu mà đầy đủ thì bên trong nó có hết rồi. Đấy, thì mình có thể mua cả một cái bộ này về là có cái là dùng luôn, về chỉ việc lắp pin vào là xài. Hết pin thì các bác lại lấy cái sạc này các bác sạc cho viên pin và các bác lại tiếp tục xài, có thế thôi. Tăng đơ nhá, 100k, đầy đủ cả cữ kia các thứ đi kèm luôn. Tăng đơ 100.000 một bộ nhá, 100.000 một cái bộ tăng đơ dòng vàng nha. Ổ điện U4 hàng mới xuất tiếp tục về phụ anh nhá. Lên mãi sẽ là cái ổ điện U4 hàng của Apple này. Đấy, hàng của Apple. Ổ này xịn lắm, về các bác có thể là sạc cho các loại điện thoại cũng như là những cái thiết bị sử dụng nguồn điện DC 5V hoặc là những cái cổng mà nó có chân tai C nhá. Đấy, con này thì các bác cứ cắm trực tiếp vào nguồn 220 cho em là xong. Đấy, hàng của Apple. Ở đây thì sẽ gồm có là hai cổng USB nhá, và hai cái cổng là chân tai C. Đấy, cái cổng nó rất là dị này. Bình thường các bác mua những cái cổng tai C thì rất là khó mua, nhưng mà đợt này thì Apple nó ra cái mẫu rất là hay, nghĩa là các bác sạc đa năng, vừa có thể là sạc chân USB, vừa có thể là sử dụng sạc những cái chân mà có những cái thiết bị chân tai C này nhá. Đấy, rất ok luôn. Hàng của Apple, nguồn vào sẽ là đi AC 100-240 và output ra của nó sẽ là DC 5V 3.1A nhá. Đấy, 3.1A rất là xịn. Đó. À, ổ này thì em báo giá luôn, lên mãi em sẽ là cái ổ điện sạc U4 nhá. Ổ điện sạc U4 này, U4. Thì em đang bán giá sẽ là 80.000 một chiếc nhá. 80k. Đấy, U4 vì nó sẽ có là 4 cổng sạc nhá. Thì em lên mã cho em sẽ là U4 luôn. 80.000, hàng của Apple của iPhone nhá, xịn cực kỳ luôn. Đấy, các bác sạc cho đa năng các loại máy luôn nhá. Đấy, cắm trực tiếp vào nguồn 220 là các bác cắm vào đây các bác sạc thôi. Rất là dễ sử dụng mà sản phẩm rất chất lượng luôn. Đấy, ổ sạc U4 80.000 một bộ nhá.
Đây các bác cùng xem cái video về cái tăng đơ. Vừa nãy em quên không cho bác xem video test tăng đơ này. Đây có nhìn này. Dùng để cạo tóc vừa có thể dùng để cạo râu hàng ngày, tiện lợi hơn mong đợi phải không nào? Tiết kiệm chi phí hàng triệu đồng không cần ra salon. Đấy, đây ông tăng đơ rất ngọt này. Thường, tiết kiệm chi phí cho nhiều lần sử dụng, thoải mái tạo những kiểu tóc ngay tại nhà mà không mất nhiều thời gian. Tông đơ rồng dùng được cho cả người lớn và trẻ em, an toàn tuyệt đối cho da. Bố mẹ nào ngại đưa con ra salon cắt tóc thì có thể tự tay cắt tóc cho con của mình ngay tại nhà, đảm bảo chưa đến 5 phút. Thật bất ngờ, tông đơ còn có chức năng chấn viền, tato 1001 kiểu quá đơn giản. Tóc dày hay dài đến mấy cũng có thể sử dụng được. Khi mua sản phẩm được tặng kèm 4 đầu lưỡi khác nhau, một chai dầu tra lưỡi, một bàn chải vệ sinh lưỡi cạo và một dây sạc USB tiện dụng. Nhỏ gọn nhưng tiện dụng vô cùng, mang theo bất cứ đâu sử dụng bất cứ khi nào muốn. Thời gian sử dụng lên đến 8 tiếng đồng hồ. Chương trình ưu đãi giảm giá cực sốc lâu lâu chỉ có một. Mua ngay kẻo hết nhé. Đấy, đấy là cái video về cái tăng đơ em vừa quay nhá, nhưng mà em quên chưa mở cho bác xem video test thực tế sản phẩm này. Đấy thì em báo giá lại nhá. Tăng đơ hiện tại em đang bán là 100.000 một cây nhá, 100.000 cho một cái cây tăng đơ dòng vàng nha. Đấy, rồi, qua mã sản phẩm tiếp theo đi. Lên luôn đi bác, mã hàng đó là cái bộ lấy ốc gãy này, lên lại em sẽ cái bộ lấy ốc gãy nhá. Bộ này thì chuyên về để cho bác lấy ốc gãy, rất là tiện dụng luôn. Một bộ này sẽ gồm có bác là 5 cây này, 2 4 5 cây để về các bác lấy các loại ốc gãy nhá. Đấy, các loại ốc gãy. Những cái ốc mà con ốc nó bị gãy chân rồi các bác không thể xoáy được thì các bác dùng cái con này. Nó là dạng gen ngược nhá, thì các bác cứ xoáy vào thì nó sẽ thành gen ngược và nó sẽ cong lên. Đấy, rất là hay luôn. Một bộ là 5 cây em báo giá luôn, lên mã em sẽ là cái bộ lấy ốc gãy nhá. Lấy ốc gãy này, đấy lấy ốc gãy. Bên em đang bán một bộ này với giá sẽ là 40k nhá. 40.000 một cái bộ lấy ốc gãy nhá, 40.000 bộ này. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Rất là dễ dùng thôi nhá. Đấy, bình thường là những cái ốc nó gãy này. Đấy, các bác không thể làm cái nào các bác lấy được, các bác đây, các bác mài qua một lượt này, đục cho một cái lỗ này, khoan một cái lỗ nhỏ này để tạo cái lỗ gen để khi mà các bác cho cái kia vào nó dễ này. Đấy, khoan một cái lỗ gen nhỏ nhá. Đấy, sau đó các bác lấy cái bộ này, đấy, đóng nó xuống, đóng nhẹ nhẹ một chút xuống. Đấy, sau đó các bác dùng cái cà lê hoặc là dùng cái đầu khoan các bác cong nó lên. Đấy, có thấy không, nó là dạng gen ngược mà, thì xoáy các bác xoáy vào thì đồng thời cái con ốc lại sẽ xoáy ra. Đấy, nó là dạng gen ngược nên rất là hay. Đây có nhìn này, lên luôn nhá, rất là dễ dùng luôn và dùng tiện lắm, đôi khi mình cần mình có những cái bộ này dùng rất là hay. Đấy, lên luôn nhá, quá ok luôn, dùng rất thực tế và sản phẩm dùng rất hay luôn đấy. Đấy, ngon lành luôn nhá. Đấy, thực tế về cái bộ sản phẩm đấy các bác vừa xem nhá, 40.000 một cái bộ này. Đấy, về các bác sử dụng nhá. Đấy, 40.000 sẽ gồm có là 5 đầu lấy ốc gãy thôi nhá, 5 đầu 40k một bộ. Cái này là cái chai xịt chống thấm nhá, lên mã em sẽ là cái chai xịt chống thấm này, nó là dạng chai xịt. Đấy thì về khi mà sử dụng các bác dùng lắc đều lên. Đấy, chuyên để các bác xịt vào những chỗ nào nó đang bị thấm này, những chỗ tường nứt các thứ này, xịt rất ok. Một chai được là 450ml nhá, thì em báo giá luôn. Một chai xịt chống thấm này bên em đang bán giá sẽ là 50.000 một chai nhá, 50.000 một chai. Nó là dạng chai xịt. Đấy thì về giúp em lắc đều nhá, sau đó là các bác dùng này, các bác bóp và các bác xịt thôi. Đấy, bóp là các bác xịt, cứ thế là các bác xịt cứ thế thôi. Đấy, xịt một lớp là nó sẽ đông cứng đi. Và các bác nhớ cho em là xịt trong cái thời tiết mà nó khô ráo, đấy nó nắng nôi. Đấy, hôm nào nắng khô ráo tạnh các bác xịt nhá. Xịt sau đó là lúc trước khi các bác xịt thì vệ sinh sạch sẽ thôi đi, sau đó là các bác xịt, và xịt thì để trong vòng 24 tiếng nó sẽ đông cứng lại nhá. Đấy, xịt chống thấm 50.000 một chai nhá. Một chai này sẽ được làm 450ml nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác hàng đó là cái dòng ổ đúc, rồi là phích đúc này. Ổ đúc phích đúc rất ok luôn. Ổ đúc phích đúc về các bác dùng bền lắm dòng này. Để dùng thì quá chất lượng rồi. Đây hiện tại bên em đang có cái dòng phích cắm này, phích cắm đúc đập không vỡ và cái chân của nó sẽ là chân tròn. Các bác dùng cái dòng chân này thì nó cắm nó chắc, mà thứ hai là cái chân nó sẽ là chân đồng này. Đấy, cắm nó không bị mô ve, cũng như là các bác cắm nó rất là chặt. Các bác cầm cái phích cắm này, cảm giác khi mà các bác cắm cũng như là các bác rút ra nó chắc tay. Đấy, rút những phích kia nó lỏng lỏng mà cầm cảm giác nó run, mình cũng sợ. Nhiều khi là các bác nào sợ điện cầm cái phích cảm giác cũng sợ đấy, các bác cứ cầm cái phích nha, cầm thích cực kỳ luôn, cầm nó chắc khư, mà cầm cắm mà cũng sướng, mà các bác rút ra cũng ok luôn. Đấy, về thì các bác chỉ việc là tháo cho em ba cái con ốc ra, mở cái nắp ra, đấu dây cho em là xong. Đấy, phích cắm đúc nhá. Cái này nó có đèn báo nhá, có đèn báo. Giá thì hiện tại em đang bán một cái phích cắm đúc này với giá sẽ là 20k nhá, 20k nên mã em sẽ là phích cắm đúc nhá. Giá em đang bán là 20.000 một chiếc nhá. Ngoài ra thì hiện tại em đang có cái loại ổ đúc nhá, ổ đúc luôn. Ổ đúc thì hiện tại bên em đang có sẽ là ổ đúc 3 chân và ổ đúc 5 chân. Ổ đúc 3 chân thì có đèn báo nhá, ổ đúc 5 chân thì không có đèn báo, và bên em đang bán đồng giá hai mã này, đều đồng giá là 50.000 ổ. Đấy, thì tùy nhu cầu, các bác dùng nhiều mà không cần đèn báo thì có thể mua con ổ 5 chân này, đồng giá sẽ là 50k. Đấy, 50k một cái nhá. Và con ổ 3 chân này thì nó sẽ có đèn báo, con này thì cũng đồng giá là 50k luôn. Đấy, hai ổ đồng giá 50.000 một ổ nhé, thì các bác lấy ổ nào cũng được. Cái con 5 chân này các bác có thể cắm chân dẹt, chân tròn, các thứ thoải mái, cân chân ba thứ thoải mái luôn này. Đấy, con 2 chân này
hai chân này nó chỉ có chân đôi với lại chân dẹt thôi. Đấy thì tùy nhu cầu. Con ba chân thì nó có đèn báo nhá, con năm chân thì không có đèn báo. Đấy. Và hai ổ đều là cái dạng ổ đúc đập không vỡ nhá, nó là dòng cao su non cho anh em đi chiến công trình công trường. Đấy, về các bác có dây sẵn rồi các bác đấu về đây để các bác xài thôi. Ok. 50.000 một ổ nhá, ổ đúc đập không vỡ này, 5 chân 3 chân đồng giá 50k. Còn cái loại phích đúc đập không vỡ nữa thì cũng là cái loại 20k nhá, 20k. Đấy rồi, qua những mã sản phẩm tiếp theo này. Lên luôn cho bác mã hàng đó là cái dòng thước kẹp điện tử này, lên mã em sẽ thước kẹp điện tử nhá. Đấy, con thước kẹp rất ok luôn, thước kẹp rất chắc chắn. Dòng thước kẹp điện tử chất liệu sẽ là nhựa kết hợp với sợi carbon chắc chắn luôn. Con này thì các bác đo tối đa được sẽ là 150mm, tức là 15cm nhá. Thì ở đây nó vẫn còn nguyên cell pin này, thì về khi mà các bác sử dụng các bác rút cho em ra, rút ra. Đấy, nó sẽ hiện lên số nhá. Con này thì đo cực kỳ chuẩn luôn. Đây em sẽ đo thử cho bác xem này. Đấy, về zero này. Đo bác nhá, đo cái đầu bút này. Các bác kẹp vào này. Đấy, 16.0mm nhá. 16.1mm này. Con này nó sẽ có hai đơn vị đo là đơn vị mili và đơn vị inch. Ngoài ra thì sẽ có là nút on off nhá. Dùng bác bật lên không dùng tắt đi, nút zero xóa sạch này. Và một cái hay của nó nữa là cái con này là nó có cái màn hình hiển thị điện tử như này, dành cho bác nào mắt kém. Đấy, các bác nhìn đôi khi nhìn là số lên rất là khó này vì nó bé tí. Thì các bác nhìn này cho em. Đấy các bác này, kéo đâu là nó sẽ nhảy số đây luôn, rất là dễ nhìn. Đấy, mình có thể là nhìn nó chuẩn một cách chuẩn luôn. Đấy, không bị sai số, không bị lệch các thứ nhá. Đấy, thước kẹp rất chắc chắn luôn. Giá thì cũng rất là hạt rẻ thôi. Bên em đang bán một cái cây thước kẹp này với giá chỉ 100.000 thôi. Đó, đây là phần pin nhá, thì các bác mở đây ra nhìn cái pin luôn này. Pin của nó sẽ sử dụng là pin cúc áo. Pin này thì ở cửa hàng cửa hiệu nó bán rất là nhiều và cũng rất là dễ mua thôi. Và ngoài ra thì bên em có tặng kèm thêm cho bác là một viên pin dự phòng. Đấy thì về ví dụ như hết pin thì mình có pin thay thế luôn. Đấy, pin dự phòng đây. Còn đây là thước, còn đi kèm cả cái hộp đựng nhầy nữa luôn nhá. Rất là xịn luôn đấy. Đầy đủ bộ sản phẩm này với giá sẽ là 100k. Lên mã em sẽ là thước kẹp điện tử nhá. Thước kẹp điện tử này, giá sẽ đang bán là 100.000 một cây. 100k một cái cây thước kẹp điện tử nhá, 100.000 một cây. Đó. Rồi. Tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác mã hàng đó là cái này là cái kìm cắt ống 42 này. Đấy, hàng của Kabushi Japan. Đấy, bác mua về gia đình anh em thợ thuyền mua con này cho em rất hợp lý. Con này các bác cắt cỡ ống tối đa được sẽ là cỡ ống 42, nghĩa là các bác cắt từ cỡ ống 42 trở về, ống 42, ống 34, ống 21 các thứ là các bác cắt cho em ok luôn. Đấy, kéo thì khá là sắc bén và cắt rất là ngọt luôn. Đấy, các bác chỉ việc bóp này cho ống ở đây cái là nó cạp cái là bắt đầu là đứt luôn. Đấy, nó là dòng ống kìm cắt ống cộng lực mà nên là cắt rất là ngọt. Đấy, và cái đường ống nó đi rất là mịn, đôi khi nếu các bác dùng cưa các thứ rồi là các bác cắt là nó rất hay bị mùn các bạn. Đấy, nhưng con này các bác cắt rất là ok luôn. Đấy, kìm cắt ống tối đa sẽ là ống 42 nhá, thì lên mã em sẽ là kìm cắt ống 42, hàng của thương hiệu Kabushi. Đấy, Kabushi Japan nhá. Và bên em đang bán một cái cây kìm cắt ống 42 này với giá sẽ là 100.000 một cây nhá, 100.000 một cây, chuyên để các bác cắt ống nhựa ống nước nhá, 100k. Đấy, 100k kìm cắt ống 42 nhá, kìm cắt ống 42, 100.000 một cây. Sản phẩm sạc dự phòng này. Đấy, sản phẩm sạc dự phòng cũng rất là nhiều bác hỏi này, sạc dự phòng 2-in-1 nhá. Vừa có sạc bằng dây, vừa có thể là sạc bằng không dây. Nhiều bác cũng hỏi là cái sạc này sạc không dây như nào, thì em nói luôn là sạc không dây là các bác phải xem cái thiết bị của các bác có hỗ trợ sạc không dây không thì nó mới sạc được, chứ còn nhiều khi là những cái thiết bị đời cũ là nó không hỗ trợ sạc không dây đâu. Nên là nhiều khi về các bác tưởng là sạc được nhưng mà không sạc được đâu nhá. Nó phải hỗ trợ cơ, thiết bị nó phải là thiết bị đời mới thì nó hỗ trợ. Hàng này thì là hàng sạc dự phòng, hàng của thương hiệu Takasio, hàng made in Japan. Ở đây là cái phần sạc không dây này, thì các bác có những cái thiết bị mà sử dụng thiết bị sạc không dây thì các bác để này thì nó sẽ tự động nó sạc nhá. Còn không thì bình thường này các bác có thể cắm dây cũng được. Đấy, dây thì đằng sau nó sẽ có là bốn đầu này. Đấy, một cái cổng USB này, một cái chân iPhone này, một cái chân Samsung đời mới này và một cái chân đó là cái chân Samsung đời cũ này. Đấy thì tùy nhu cầu. Và cái con này các bác ba cái chân này các bác sở hữu cho em thì các bác có thể cắm đa năng các loại máy luôn, từ máy iPhone, Oppo rồi là Samsung, Vivo, LG, các bác cắm cho em đủ thứ trên đời luôn nhé. Đấy, riêng ba chân này nó là ba cái chân cỡ phổ thông nhất ở trên thế giới hiện đang dùng cho toàn bộ điện thoại đây rồi. Đấy, ba chân phổ thông nhất nhá, ba cổng luôn. Và con này thì nó khi mà bật lên thì nó sẽ có báo luôn cho bác là phần trăm pin nhá. Đây em bật cho bác xem này, báo luôn cho bác là phần trăm pin. Đấy, có cái màn hình hiển thị phần trăm pin này, 75% này. Đấy, để các bác biết còn pin hay không, cũng như là nó còn tích hợp cả đèn pin nhá. Đấy, đây có cả đèn pin luôn. Một cái chân Type-C, đấy, một cái chân Type-C này, một cái chân USB ở bên hông nữa này, và một cái chân này là cái chân sạc vào này. Đấy, nó là cái chân này là cái chân micro để các bác có thể sạc vào cho cái viên pin này. Đấy, viên pin này thì cái dung lượng của nó
theo thông số nhà xuất in trên đây thì sẽ là 20.000 mAh nhá, dung lượng pin là 20.000 mAh thì cũng là dùng là khá là trâu bò đấy nhá. Đấy, mang đi du lịch, đi chơi, đi picnic, đi công tác mình có cái sạc này đôi khi rất là tiện, mà con này cầm rất là nhỏ gọn. Đấy, hàng của thương hiệu Takasio Made in Japan nhá. Đấy, vừa có thể là sạc bằng dây, vừa có thể là sạc bằng không dây luôn, xịn cực kỳ, chất lượng. Mà giá đợt này thì bên em đang sale sập sàn giá siêu tốt luôn. Lên mã em sẽ là sản phẩm là sạc dự phòng. Đấy, sạc dự phòng của Nhật nhá. Sạc dự phòng của Nhật này, bên em đang bán một chiếc này với giá là 230.000 thôi, bao ship tận nhà luôn. 230.000 một cái chiếc sạc dự phòng này, bao ship tận nhà, dung lượng pin sẽ là 20.000 mAh và có đầy đủ những cái dây sạc để các bác có thể là cắm các loại máy cũng như là sạc không dây để các bác cắm những cái thiết bị đời mới sử dụng sạc không dây thì các bác có thể để đây để cho nó sạc không dây, dần dùng rất ok luôn. Sạc dự phòng 230.000 một chiếc nhá, bao ship tận nơi luôn. Hàng của thương hiệu Takasigo Made in Japan. Rồi sản phẩm tiếp theo em cũng lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái dòng cao ngựa này. Đang ví dụ bác nào mà đang bị nứt gót này, khô chân khô tay đấy, rồi là bác nào đang bị nước ăn tay ăn chân này, bị á sừng, bị khô da đấy, thì bác mua cho em cái lọ cao ngựa này về các bác bôi cho em. Đấy, nói chung là đỡ và khỏi hẳn luôn đấy nhá, bôi nhạy lắm. Cái này em đang bán nhiều mà bán kinh khủng khiếp luôn đấy. Một cái lọ, một cái hũ cao ngựa này thì dung tích của nó sẽ được là 30g. Đấy, nó là dạng cao các bạn, dạng cao. Thì đây các bác mở ra này. Đấy, nó là dạng cao, dạng kem này. Thì về các bác cứ bôi trực tiếp vào những chỗ nào các bác đi bị đau, đang bị nứt tay, nứt chân rồi các bác khô da, các thứ các bác bôi cho. Đấy, một hũ là 30g nhá, dùng thoải mái đi. Đấy, và giá thì siêu hạt rẻ rồi. Lên mã em sẽ phẩm là cái hộp cao ngựa trị nứt gót tân chân gót tay nhá. Thì em đang bán sẽ là 20k một hộp nhá. 20.000 cho một cái hũ cao ngựa này, giá chỉ có 20k thôi, dùng nhạy lắm. Đấy, chuyên trị nứt gót chân rồi là bị á sừng, bị chân bị khô giáp các thứ nhá, bôi nhạy cực kỳ. Đây các bác cùng xem này. Trời, hôm trước gót chân của em nó bị khô với nước toát thành các rãnh sâu, đau lắm không đi được, dùng mấy loại kem rồi mà không có thấy đỡ đi chút nào hết á. Em đau quá mới cầu cứu nhỏ bạn thì nó mới chỉ cho cái chiếc kem giảm nước gót chân này đây. Mừng quá em cậu về xài thử liền, tưởng không đỡ ai dạy đỡ không tưởng mọi người ơi. Gót chân em nó mềm, nó mịn mà còn hồng hào hẳn ra nữa, mấy vết nước thì nhỏ và mờ đi trông thấy, và nhất là em không còn thấy đau đớn mỗi khi đi lại chạy nhảy nữa. Giờ ai gặp em cũng hỏi dùng sản phẩm gì mà hay dữ vậy, cho xin bí quyết các kiểu. Em nói thật là em chỉ dùng mỗi túi kem giảm nước gót này thôi á. Mùa đông trời khô lạnh, anh chị nào mà gót chân bị nứt nẻ giống em thì bấm vào mua ngay để xài thử em này nha, không làm anh chị thất vọng đâu. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, dùng rất là nhạy luôn đấy. Đấy, chuyên trị bác nào đang bị nứt gót chân này, các bác đang bị khô da này, đang bị nước chân, nước ăn chân ăn tay này, các bác về các bác bôi cho em. Đấy, kem trị nứt gót dưỡng ẩm rất tốt luôn. Một cái hộp cao ngựa này với giá sẽ là đi 20k nhá, 20k, và cái trọng lượng một cái hộp này sẽ là 30g. Đấy, về các bác mua cho em 1-2 lọ về mình bôi dần. Giá nó hạt rẻ mà sản phẩm dùng chất lượng lắm. Đấy, nói chung là bán nhiều. 20k một hộp cao ngựa nhá. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây em còn mấy cái con ví da bò này, hàng xịn chất lượng. Đấy, em cũng lên mã xả kho bán này mát luôn. Đấy, hàng ví da bò quá chất luôn này. Hàng nó là hàng thanh lý siêu thị nhá. Đấy, nhưng mà chất lượng còn vẫn rất ok. Hàng này như kiểu nó là hàng trưng bày nhá. Đấy, vẫn còn nguyên tem tiếc này. Đấy, chất lượng luôn. Da thì da bò chuẩn 100% luôn, xịn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra em. Các bác sờ ra các bác thấy nó chất rồi. Đấy, có này, logo thứ này. Hàng nhập ngoại luôn nhá, xịn cực kỳ, đừng có nhìn thấy da này. Đấy, thấy không? Da chuẩn đét đẹt luôn, cầm thích cực luôn. Đấy, may khâu rất ok và rất là nhiều ngăn nhá. Đấy, 1, 2, 3 này, có cả ngăn khóa luôn này, các bác đựng thoải mái này. Bên ngoài những ngăn nhỏ là các bác đựng giấy tờ cho em. Đấy, rồi những cái ngăn giấu kín bên trong này. Đấy, các bác đựng những cái đồ bí hiểm bên trong, rồi ví dụ như là giấu cho các bác nam mua về đựng giấu quỹ đen. Cái dòng này, ví này là dòng ví ngang nhá, dòng ví ngang. Đấy, nhiều khi là các bác có một con ví các bác dùng nó, mình có để tiền để nong có thứ nó đỡ bị rơi giếc linh tinh này, nó dùng có chất liệu khẳng định đẳng cấp luôn nhá. Đó, ví rất đẹp, rất chất luôn đấy. Rồi em báo giá luôn, bên em đang bán một chiếc ví da này với giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy, bán nhanh các bác luôn, lên mã em sẽ là ví da. Đấy, ví da hàng xịn chất lượng nhá, ví da 100.000 một chiếc nhá, 100k cho một chiếc ví da này các nhá, 100.000. Đấy, có cả cái mẫu màu đen nữa này, có cả mẫu màu đen. Đấy, thì hai mẫu màu đen và màu nâu nhá, đang bán đồng giá luôn. Đấy, sẽ là 100.000 một chiếc ví da nhá, lên mã em sẽ là ví da bò. Đấy, ví da bò nhá, 100.000 cho một chiếc ví da bò, chất da rất là xịn luôn đấy. Các bạn nhìn cùng ngắm nhìn lại một lần nữa này, đẹp cực kỳ luôn, chất da nào các bạn nhìn này. Đấy, da nó quá ok luôn đấy, xịn dã man luôn. Cái này nói chung từ nọ bán nhiều mà chất da nó nhìn nó xịn đây này, da nó còn nguyên miếng này, các bạn nhìn này. Đấy, cái phần bên trong này còn nguyên miếng luôn nhá. Đấy, nguyên miếng luôn. 100k một chiếc nhá, 100k một chiếc, em bán nhanh xả kho luôn đấy, 100.000 một chiếc ví da bò nha.
thôi nha. Một cái bộ của nó thì sẽ bao gồm đầy đủ các phụ kiện gửi đến tay các bác luôn. Thì về các bác lắp đặt vào sẽ gồm có là thân cây thông này. Đấy, thân cây thông thì chất liệu nó là bằng cỏ nhân tạo đúng không ạ? Đấy, dạng cỏ nhân tạo thôi. Toàn bộ là đồ giả hết đấy nhá, chứ không phải đồ thật đâu. Đấy, nói luôn là đồ giả hết. Rồi là những cái đồ trang trí cây này. Đấy, quả cầu này, rồi là hộp quà này, sao xòe các kiểu này, nơ này, rồi là Merry Christmas này. Đấy, đầy đủ các bác cho bác luôn. Đấy, rồi có đây ông già tuyết có nhá, ông già tuyết này. Đấy, đầy đủ luôn. Kim tuyến này, đấy, có cả kèm kim tuyến đấy bác luôn nhá. Bóng nháy đấy, bóng nháy luôn, một dây bóng nháy. Chân đế đi kèm này, chân đế. Hàng bên em thì sẽ là hàng loại 1 và hàng sẽ là hàng chân đế sắt nhá. Bình thường là thị trường đang bán chân đế nhựa ấy. Chân đế nhựa đấy nó rất là dễ đổ. Đấy thì bên em sẽ lấy cái hàng loại 1 về bán bác luôn. Đó là cái chân đế sắt. Nói chung là cái hàng này thì năm ngoái bên em cũng đang bán rồi. Thì cũng rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này. Đấy thì bắt đầu vào mùa Noel rồi. Đấy thì bên em tiếp tục về nhập bán. Giá thì vẫn rất là bình ổn với bác luôn. Mặc dù là năm nay em nhập là đắt hơn năm ngoái đấy. Nhưng mà thôi thì năm ngoái bán như nào thì năm nay em bán đúng như thế luôn. Em báo giá bác luôn nhé, báo giá luôn. Đưa cho cái cuộn dây trắng này. Giá của nó thì sẽ là đi 400.000 nhá, 400.000 một cây này. Và sẽ có bao phí vận chuyển bác luôn. Đấy, một cái mức giá rất dễ mua, các bác cứ check thoải mái cái giá luôn. Thật sự luôn, các bác check trên sàn đi, trước các thứ không phải là có giá đâu. Đấy, lên mã em sẽ là cây thông Noel nhá. Cây thông Noel. Cái cây này của nó sẽ là đi 1,8m nhá. Chiều cao là 1,8m và có đầy đủ các phụ kiện như trên video nó quay. Thì về các bác cứ nhận hàng kiểm tra. Đó. Với giá sẽ là 400.000 một cây, 400k một cây và bên em sẽ bao phí vận chuyển bác luôn. Nguyên cái tiền phí vận chuyển nó rất là nhiều rồi vì cái hàng này, cái cây này đóng nó rất là cồng kềnh ạ, đóng cực cồng kềnh lắm, dài lắm. Đấy nên là các bác phải ngâm cứu cho em cái giá này vì cái giá này nó cực kỳ tốt luôn đấy. Giá tốt bao giá thị trường luôn. Đấy, cây thông Noel nhá, cao 1m8, chân đế sắt luôn. Giá đang bán sẽ là 400.000 một cây và bao ship đến tận nhà. Đó thì đây. Các bác cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa. Sản phẩm này đó, cái này thì em đã đang trang trí, nhà em cũng đang xài và sử dụng đây, trang trí và đang xài và sử dụng đây nhá. Đấy thì về các bác cứ gắn và lắp đặt thôi, sao trên đầu này. Đấy, rồi là nơ chữ nghĩa này, quà bánh, rồi là bóng nháy nháy loạn xạ luôn nhá. Nói chung là cực kỳ đẹp luôn. Đấy, để các bác chào mừng Noel đó, chào mừng một năm Noel mới này, rất là đẹp luôn nhá. Đấy, rất ok luôn. Nói chung là không có gì phải chê về cái sản phẩm này. Thì năm ngoái bên em cũng bán rất là nhiều rồi, đến như gần Noel đấy, nhiều bác hỏi nhưng mà cũng không có hàng luôn vì bao giờ cũng gần sát Noel là bao giờ cái này nó cũng cháy hàng luôn đấy. Nên là các bác tranh thủ, nếu mà bác nào ưng cái sản phẩm này thì có thể chốt đơn nhanh luôn. Đấy, hiện tại bên em vẫn đang sẵn hàng. Đấy, không mấy nữa mà nhiều khi được các bác không mua được đâu. Đấy, thật sự luôn, các bác có tiền không mua đâu vì nó không về hàng đâu các bạn, vì nó cái này nó theo mùa chứ không phải là nó có quanh năm. Đấy nên là các bác cân đối, nếu mà các bác có nhu cầu về cái sản phẩm thì cứ vào lòng chốt luôn nhá. Rất đẹp luôn, đây em đang quay sát cho bác coi này, cực kỳ ok luôn đấy, đẹp lắm. Đây, sản phẩm quá ok luôn. Đó, thấy không? Rất đẹp nhá. Merry Christmas, Christmas nhá, cây thông Noel, đầy đủ phụ kiện đi kèm. Giá của nó sẽ là đi 400.000 một bộ nhá, 400k một cây. 400k một cây là bao gồm đầy đủ phụ kiện. Bao gồm đầy đủ phụ kiện luôn. Về là các bác tự lắp đặt nhá. Đấy, bên em gửi sẽ tháo giờ thứ ra, về là các bác tự lắp đặt, các bác tự trang trí. Đấy thì giá sẽ là 400.000 một cây thông Noel và bao ship đến nhà. Đấy là cái sản phẩm đầu tiên trong video hôm nay. Các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như là nút đăng ký kênh nhé. Em sẽ đi qua những cái mã hàng tiếp theo. Cái mã hàng tiếp theo này cũng là một cái sản phẩm về để các bác trang trí Noel này. Đấy, bác nào mà nhà cửa muốn trang hoàng lộng lẫy trong cái dịp Noel thì các bác Giáng sinh thì các bác mua cho em cái bộ nháy này về. Đấy, bộ nháy này thì giá nó cực kỳ rẻ mà rất là đẹp luôn. Đấy, đấy là cái bộ nháy kim cương nhá, bộ nháy kim cương. Đây. Đấy, bộ nháy kim cương này rất đẹp luôn. Bộ này thì chiều dài của nó là vào là 40m nhá, 40m, có cả cái phần cục điều chỉnh các chế độ nháy này. Cắm trực tiếp vào điện 220 là các bác xài cho em thôi, rất ok. Đấy, đèn led nó khá là đẹp và cực kỳ sáng nhá. Đấy, khá đẹp, cực kỳ sáng luôn. Rất nhiều màu sắc khác nhau và có các chế độ này. Đấy, các chế độ luôn. Dài là 40m nhá, dài là 40m nên là các bác răng những cái không gian rộng. Đấy, không gian rộng. Cần nhiều bóng nháy thì các bác mua cho em cái bộ này về. Mà giá của nó thì cực kỳ là bình dân và rẻ luôn. Giá của nó thì hiện tại bên em đang gửi bác một cái bộ này với giá sẽ là đi 70.000 một bộ nhá, 70.000 bộ này. Cứ lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là nháy kim cương nhá, nháy kim cương. Đấy, đèn nháy kim cương hoặc là dây nháy kim cương. Dài 40m nhá.
dài 40 mét, em nhắc lại lần nữa là dài 40 mét luôn, rất là dài đấy. Đấy, 40 mét rất là dài. Giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k một bộ này. Đấy, 70k cho một cái bộ đèn nháy kim cương dài 40 mét nha, có cả một cái cục điều khiển ở đây luôn. Đấy, về các bác cứ cắm trực tiếp vào nguồn 220, điện 220 là các bác xài thôi. Đấy, nó đã cuộn sẵn này rồi thì về các bác gỡ ra nó rất là dễ. Đấy, cuộn sẵn này về các bác gỡ ra dễ. Đây là cái phần nháy nó này, nó là dạng kim cương này các bác nhỉ. Đấy, nó dạng kim cương nhá. Đấy, nên em lên luôn mã sẽ là nháy kim cương dài 40 mét nhá. Giá đang gửi bác một cái cuộn nháy dài 40 mét này là 70.000 một cuộn nhá, 70.000 một cuộn. Mũ Mỹ này. Đấy, tiếp tục về lô hàng mũ Mỹ mới các nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng đi. Đấy, rất nhiều bác hỏi con sản phẩm mũ bảo hiểm US này. Đấy, hôm nay hàng tiếp tục về các bác nhá. Đấy, hàng của American rất chất lượng luôn. Sản phẩm này thì hiện tại đang về lô mới nên là giá siêu siêu tốt luôn. Và em báo giá luôn nhá. 150.000 cho một chiếc mũ bảo hiểm US như này. Hàng cực kỳ chất lượng thì các bác cứ lên mã em xem là mũ lưới nhá. Đấy thì sản phẩm này thì đi kèm thì sẽ có tặng kèm luôn các bác là một cái lưới bọc bên ngoài này, thì các bác có thể là để không hoặc các bác có thể là bọc lưới này cũng được, tùy nhu cầu nhá. Mình thích dùng kiểu nào thì các bác sử dụng kiểu đấy nhá. Con này thì bên em bao đập bao xài bác luôn. Hàng cực kỳ cứng cáp chắc chắn luôn nhá. Đấy, và làm rất là dày dặn. Nói chung là sản phẩm rất ok. Các bác có thể là thay thế mũ bảo hiểm ok luôn. Đây em sẽ đi vào quay chi tiết sản phẩm này. Thì đây các bác nhá, sản phẩm đi nó sẽ có là một cái lưới bọc bên ngoài như này, thì nó là dạng lưới tháo rời, các bác có thể tháo rời ra để không như này cũng được này. Đấy, còn không thì các bác có thể cho lưới vào nhìn nó sẽ đẹp hơn. Còn không để lưới này thì nhìn cũng rất là đẹp các bác nhá. Đấy, hàng có tem mác đầy đủ American. Đấy, US này, rất là xịn sò ngon lành luôn. Đó. Phần bên trong mũ vành mũ thì sẽ có là phần quai mũ nhá, để khi mà các bác đi xe đi cộ thứ gì các bác đeo vào nó không bị bay mũ này. Đấy, đây là phần dây này. Bên trong thì là một cái phần lớp dù, một cái lượt dù nha, để khi mà các bác độ nó không bị nóng đầu các bác nhá. Nó sẽ cách cái phần tiếp sát đầu với cái phần mũ ra, các bác độ nó không bị nóng đầu. Và một cái điểm hay nữa là cái vành mũ này là các bác có thể chỉnh này, chỉnh theo cái cỡ đầu nhá. Thì ở đây nó có một cái khuy đồng luôn, thì các bác có thể chỉnh theo cái cỡ đầu của các bác sử dụng nhá. Các bác đầu nhỏ thì các bác thu vào, đầu to thì các bác cho mở rộng nhá. Đấy thì các bác chỉnh theo cái vành mũ như này thì đấy, tổng quan sản phẩm sẽ đầy đủ các tính năng cơ bản của một chiếc mũ rất là đẹp, xịn sò. Hàng này con này thì các bác cứ bao đập đi, đập thoải mái cho em luôn. Đập thoải mái luôn mà không lo nó bị bể vỡ gì nhá. Hàng có thể là thay thế mũ bảo hiểm các thứ cho em thoải mái. Bác nào mà thích cái sự ngầu ngã này, đấy quân đội này, nhìn nó chất lượng này thì có thể là tham khảo ngay cho em cái con mũ này. Giá thì đợt này bên em về lô mới giá rất tốt. Đấy, giá cực kỳ yêu thương. Đấy, và cũng rất nhiều bác hỏi con sản phẩm này nhưng mà nó không có hàng đâu ạ. Hàng này nó, thực ra nhiều khi nó hiếm lắm vì hàng nó là hàng bên em ôm lô thanh lý mà. Đấy, thì nó có những cái lô nó đẹp, nó chất lượng nha. Rồi các bác lên mã luôn cho em sẽ là sản phẩm là mũ lưới nhá. Mũ lưới này. Đấy, mũ lưới quân đội. Bên em đang bán một chiếc mũ lưới này, giá của nó thì là rất là tốt, 150k. Đấy, bữa trước thì cũng rất là nhiều bác mua với cái giá cao một chút. Đấy, thì các bác thông cảm nhá, thì nó có lúc nọ lúc kia. Đấy, đợt này thì giá nó sẽ tốt hơn một chút. 150.000 cho chiếc mũ lưới nhá, 150k thôi, giá rất tốt này, tặng kèm luôn đó là cả một cái lưới bảo vệ bên ngoài. Đấy, tùy nhu cầu các bác về sử dụng nhá, rất là chất lượng. Hàng này các bác đeo bất chấp mọi kiểu mọi loại luôn, nắng mưa rồi là sử dụng, dùng để lái xe lao động các thứ cũng rất là đa năng, rồi là đi chơi đi bờ. Đấy, các bác độ vào trang. Đấy, mũ lưới quân đội nhá, rất xịn sò luôn, giá thì cũng rất là tốt. Đấy, giá tốt mà sản phẩm thì cực kỳ chất lượng nhá, chỉ có 150.000 thôi. Đấy, đầy đủ bên trong vành mũ này, có điều chỉnh phần quai mũ rồi là phần dây đeo các thứ điều chỉnh hết luôn nhá. Đấy, toàn bộ bên trong này toàn bộ là dây dù hết luôn này, dây dù này rất là bền chắc. Đấy, đây còn có cả logo khuy khiếc đầy đủ ngon lành luôn nhá. Đó, rất ok, 150.000 một chiếc nhá. Lên mã sẽ là mũ lưới quân đội, giá 150k một chiếc. Rồi, đấy là cái sản phẩm đầu tiên trong cái video này. Thì các bác xem video đừng quên ủng hộ em xin một nút like cũng như là một nút ký kênh đón xem sản phẩm rồi video mới nhất của em. Và lưu ý cho em là hóa đơn trên 200k nha các bác nhá. Hóa đơn cứ trên 200k thì các bác sẽ được miễn phí ship. Ngoài ra thì bên em giao hàng toàn quốc nhá. Nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Đấy, cách thức mua hàng rất dễ mua. Shop tiếp tục về mã hàng đó là dòng ghế xếp nhá, ghế xếp, ghế câu này. Dùng để các bác đi câu đi kẹo, rồi các bác sử dụng mang đi du lịch, đi chơi, đi picnic này, dã ngoại này, rồi đi câu rất ok nhá. Đây, bình thường thì nó sẽ xếp gọn vào như này. Đấy, còn không thì khi bác mở ra này, đó là thành một chiếc ghế rất là to nhá.
Hàng này thì là hàng bãi, hàng bãi Nhật nhưng mà là hàng bãi mới nhá, hàng bãi mới đây. Hàng made in Japan đó. Con này thì phần khung của nó sẽ là khung thép nhá, khung thép sơn tĩnh điện. Đấy, khung thép sơn tĩnh điện này, khung rất là dày nhá, khung thép dày lắm. Có phần đế chân chống trơn trượt này. Đấy, toàn bộ đều có đế chân hết luôn nhá. Bốn đế đều có đế chân luôn. Đấy, đinh tán, ốc các thứ đầy đủ ngon này xịn sò luôn. Và đây là dòng vải dù nhá. Đấy. Phần ghế thì phần bạt ghế thì sẽ là vải dù và vải dù hai lớp luôn. Vải dù hai lớp các bác ngồi rất là thích, ngồi cực kỳ chắc. Đây coi nhìn này. Những cái phần đường kim mũi chỉ khâu rất là cẩn thận này. Đây những cái phần bo góc này coi nhìn này. Đấy để khi mà các bác ngồi là nó không bị rách góc hay nhiều cả, nó bo góc rất là cẩn thận luôn. Nói chung là hàng Nhật người ta làm rất là chi tiết cẩn thận. Hàng của Made in Japan cho em nhá. Đó. Ghế câu. Và khi mà các bác mua hàng thì sẽ có tặng kèm luôn các bác là một cái túi đựng nha. Đấy thì có các bác có thể là xách đi mang lại này. Đấy các bác cấp gọn và các bác bỏ vào túi nhá. Đây em sẽ đo về cái phần kích thước của cái ghế này nhá. Các bác cùng xem này. Đây bây giờ em sẽ đo này. Con này thì phần tổng chiều cao ghế của nó vào là đi 60 nhá. Tổng chiều cao ghế là 60. Đó. Phần cái phần bản rộng ghế sẽ là đi 35 này. Đấy 35 x 35 nhá. Đấy, bản rộng và bản sâu ghế là 35. Các bác ngồi rất là vuông chân. Đấy, ngồi rất là vuông chân, một con ghế rất là đẹp chắc chắn á. Cái này thì bán nhiều rồi. Bữa trước thì đang bán cháy hàng luôn thì hôm nay là những bác nào mà hiện tại là bữa trước mà chưa chốt được thì các bác tranh thủ chốt luôn. Giá thì bên em vẫn đang rất là bình ổn giá cho bác nhá. Và em báo giá luôn. Lên mã em sẽ là sản phẩm là ghế câu ghế xếp nhá. Thì bên em đang bán một chiếc ghế câu ghế xếp này có giá sẽ là đi 150k nhá, 150k. Đấy. Lên mã em sẽ là ghế câu này, ghế câu nhá, 150.000 một cây, đấy, 150k một cây. Giá này gọi là giá bao giá thị trường luôn đấy, mà lại cần hàng của Nhật luôn, xịn sò ngon lành này, giá cực kỳ tốt, giá chỉ 150k một cây thôi, dùng rất ok, ghế rất đẹp luôn nhá, 150.000 một chiếc nhá, thôi nhá, đấy, nhanh tay chốt đơn vào việc luôn, về các bác ngồi để mình đi câu đi kẹo đi du lịch rồi đi cà phê cà pháo các bác ngồi rất là vuông chân nhá. Đây các nhá, đây là người mẫu như em đang ngồi này. Đấy, ngồi rất là vuông chân này, thoải mái này. Đấy, chân vuông chữ điền ngon lành cành đào luôn nhá. Đó, ngồi chắc dặn mấy phát à. Đấy, có thấy không? Nó thiết kế sợi vải bố này chắc lắm. Các bác ngồi cứ dặn thoải mái. Con này người còn tầm 70-80 cân lên cho em là cứ thoải mái đi. Đó. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy đây. Test thực tế sản phẩm luôn nhá. Đó, ghế rất là ngon luôn này. Xịn sò đấy chắc chắn không? Đây các bác nhìn ông rất là béo này. Đó, ngồi thoải mái luôn. À đây, có mấy chi tiết nữa là bên hông nó có một cái túi nhá. Đây các bác cùng xem một cái túi này. Đấy là các bác có thể để đồ vào nhá. Đấy các bác có thể để đồ để đạp vào. Đó, thấy cái túi bên hông không? Đây em sẽ quay luôn cho bác cái túi bên hông này. Đây, em quên không giới thiệu luôn. Đây là cái túi bên hông nhá. Đó là nó có một cái túi bên hông luôn để các bác có thể là khi mà mình ngồi mình có đồ đạc gì mình để luôn vào đây. Đấy, điện thoại rồi là bao thuốc hay các thứ những cái đồ đạc nhà mình. Đó, mình để vào nhá. Hàng Made in Japan cho em luôn, rất đẹp nhá. Ghế cực kỳ đẹp luôn đấy, dạng vải bố có thể được gấp gọn vào. 150.000 một cây nhá. Hàng số lượng có hạn đấy. Vì bữa trước là nhiều bác chốt rồi cũng lại trượt đấy, thì lần này các bác yên tâm đi, số lượng ít lắm, không có nhiều đâu ạ. Nó chắc là vài chục chiếc thôi. Nên là các bác tranh thủ chốt luôn nhá. Ghế câu 150.000 một cây ghế câu nhá.